bạn nha. Một cái đường nhột cái hiu hiu cái rồi cảm ơn anh. Đà Lạt gì hiu hiu. Head northwest. In 300 meters, turn right. Đọc đúng không? Đọc, turn right, tới đường Hoa Hồng rồi. Tới đường Hoa Hồng rồi đúng. Tới đi đường này, cãi không? Này, quốc lộ 20, để lên nó viết đường như thế. Không lẽ cứ đứng đi xe là cứ cãi lộn rồi. Mà em cũng đâu có vừa, lúc nào cũng cãi tới rồi. Không cãi nhau. Mình phải lắng nghe người khác chút chứ. Đang quay phim á, đừng có cãi nhau. Turn right. Không phải là cãi. Thôi. Thôi. Chạy cái đầu à? Sao nó đậu dữ vậy? Đợi ngay bến xe đó. Ở đây rồi, quay xuống là bến xe nè. Ờ. Nó đậu tuốt đây nè. Turn left. Head west. Continue straight. Đi đèo đi xa, bên kia nữa đi đèo friend. Đi đèo friend cũng vô đó. Mình đi đèo mi mô sa nè. Mi mô sa đó, cái gì thì nó đi á, đường quá mạo, nó đảo nguy hiểm hơn nè. Vậy là tụi phương xe. Sao hai cây vẫn xấu xa. Không thấy được cảnh đâu cả. Dễ thương. Cái bảng á chị có mấy bạn. Để đi chung cà phê. Phải. Tôi trái nhìn, em phải nhìn nhông dâu em cứ nhìn. Qua cái khác Đà Lạt, mình bảo là đã nhìn